Rồi, ok, ai đây, 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 ai em bé sinh một năm mới 85 tuổi không bị tàn có tay tàn em bé 85 rồi bà cụ 85 từ máy nhà thờ chính tòa Lạng Sơn ngoài Bắc lặn lội về đây để làm gì và đã được tên gì bà chia sẻ cho mọi người. Rất là con cảm ơn Chúa, sau con cảm ơn mẹ, cảm ơn cha và thượng làm. Thế khi con vào ra thánh riêng thì con nghĩ là con cho thằng cháu con sẽ được chữa rồi vì nó đi nằm vào cái cảnh nhà mặt tí ạ. Thì hiện tại nó bảo con là hai bà con mình vào thì ở 2-3 tháng rồi đi với cha làm việc của bác ái gì đấy. Thế lúc một tuần nó về ra thì con này chưa về, đến lúc con về thì nó về con bảo chết cái mày hỏng rồi. Nó về cái là chúa giật cũng chôn dưới về quá là tuyệt vời. Cháu về cho cái làm thì thánh riêng là vào đây bây giờ về 6 tháng chắc mà làm công việc rất là tu đạo ra. Thế còn phần con cháu nó tên là gì? Thì ra là cháu nó là Trần Hữu Toàn. Trần Hữu Toàn bao nhiêu tuổi? Cháu 25 tuổi. 25 tuổi di cư sĩ kia bao nhiêu năm? Thì sao cháu mới à? Cháu mới đi hồi về cho cháu đi làm cái bảo vệ cho làm đêm thì nó thể một tí ra. À, như là bảo vệ làm đêm rồi bạn bè rủ rê dính vào sự kiện ma túy rồi thì bà cụ lăn lộn từ Lạng Sơn vào đây nó có đi vào trong này không? Có rồi cha, nó là đổi nó đi với cha mấy tháng rồi. Thế lúc này nghe nó về nó đi làm mình nghe cha, thế này cha là đúng. Thì cái hình ảnh của một bà cụ bà phải làm tôi Thiên Chúa và làm tôi kiện của, nếu mà bà làm tôi kiện của, nếu bà làm tôi cho thế gian, bà sẽ lặn lội từ máy Lạng Sơn vào trong miền Nam này, từ miền Bắc vào trong miền Nam này. Bà sẽ đi chạy chỗ này, chạy chỗ nọ, chạy chỗ kia. Nhưng bà làm tôi Thiên Chúa, chứ không làm tôi tiền của. Làm tôi Thiên Chúa, chứ không làm tôi thế gian. Nên bà dẫn đứa con, đứa cháu của bà ấy vào trong này. Và từ tháng Giêng đến giờ, nó ở trong này, nó cầu nguyện cầu thương cho Chúa. Và Chúa đã biến đổi nó trở thành một thằng thanh niên, ngoan, hiền, và xa lánh được cái tệ nạn xã hội. Đó là cái điều nhức nhối cho xã hội ngày hôm nay, cho nhiều gia đình ngày hôm nay. Có rất nhiều người vợ đang than thở vì cha chồng con dính vào xì ke bao nhiêu năm nó không chữa được. Có rất nhiều người cha người mẹ than rằng cha con của con nó dính vào cái đó, cái hàng đá vào xì ke thì nó không bỏ được. Thưa anh chị em, bao nhiêu giải pháp thì ngày hôm nay giới thiệu với anh chị em một giải pháp, phải là giải pháp ưu tiên, giải pháp hàng đầu, đó giải pháp lòng thương xót. Cho nó đến nó cảm nhận được lòng thương xót đi, cho nó đến nó lựa chọn Thiên Chúa thay vì ma túy đi, cho nó lựa chọn Thiên Chúa thay vì hàng đá đi, cho đến nó lựa chọn lòng thương xót Chúa thay vì lòng lan dạ thú của con người đi, thì chính cái lựa chọn đấy sẽ làm cho nó được hoán cải, làm cho nó được hoàn lương. Rất nhiều người đã được ơn như vậy, thưa anh chị em. Còn cái bà và cụ 85 tuổi, đứa cháu bà đã được như vậy, còn bà thì được ơn gì? Thầy cha con thì con với cha với tổng làm này con là mẹ hóa. Con bà hóa? Trong 9 năm bây giờ, sau này cái năm 54 bây giờ, con vất vả lắm. Mà trong lúc cháu này là cháu của con em gái đấy, không phải một phải con được thân đấy. Thế thì bây giờ con nhiều lần lắm cả. Trước khi con vào đây thì tiểu đường, huyết áp, tiêu mạch, hai cái chân con không đi được, mũi con không chạm được. Thế nhưng mà trước khi con đi con cũng khấn bằng cho cứu một tháng, còn con xin cha có chính tòa khẩn cầu nguyện cho con để con đi. Thì lúc con trước đấy thì con chỉ có mùa 73, thế này là mùa 2 thôi. Đến lúc con gần chuẩn bị con đi, con lên đến 18 rồi. Thì con cứ... 18 đến 18. Con cứ tận mình đi. Trong lúc con đi thì cháu vẫn hỏi là bà hơi đắt bao nhiêu mà bà có 104 mà. Thế con đi thì được đường còn mệt, ăn cũng mang lại nữa. Thế đến lúc mình còn lo lại, nhưng được 80 cây ra.
con lâu ngày còn có trong ba còn tồn tại hơn Chúa nên là con đi còn nhiều người muốn chặn mà con cũng khổ lắm luôn thái hóa là thì là con bước vào con xin ra và cầu là cần cầu nguyện nhiều hơn đây bây giờ không về trước đây bây giờ khứ đã không còn cái này bây giờ vui vẻ bây giờ người được mùi là mùi lòng thư xót là mũi bà bao nhiêu năm bà chẳng được cái mùi gì cả cho nên thằng nào thơm hay không thơm bà cũng chẳng được biết và bây giờ bà đã người được mùi của lòng thư xót Chúa bây giờ đã cảm nhận được lòng thư xót Chúa và bước đi bằng đôi chân của lòng thư xót Chúa và tặng cho bà cái máy này và về bà gửi cho thằng cháu nhé để cho nó được cho những đứa bạn cũng xì ke ma túy như vậy để nó được lòng thư xót Chúa mang cả sự biến đổi Chúa chúc lành cho bà đi về bình an. Lời khuyên chị em còn nhiều giải pháp nhưng mà vẫn chỉ có một giải pháp duy nhất mà chúng ta cần đến đó là giải pháp của lòng thương xót. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, xin Chúa ban cho anh chị em cảm nhận được rằng chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc duy nhất. Còn nhiều anh chị em cũng muốn lên chia sẻ, muốn lên làm chứng. Nhưng rất tiếc là vì chúng ta không còn có thời giờ. Không còn có thời giờ. Con 1, 2, 3, 3, 7, 3, 3 được. Tôi chọn một con hả? Cao ước rồi, được cho con được phải lòng cao ước của con thì chúng ta cho trắng tay luôn.